Xin chào quý vị đang xem video của VN Youtuber Thưa quý vị, mới đây nhóm vũ trang Hamas công bố một đoạn video họ phục kích một nhóm quân của Israel ngay trước khi Israel tuyên bố rút quân khỏi Khan Xem qua video, một bài viết trên mạng Tencent nói rằng đây là một cú đánh vào thể diện của Israel Bài báo nói rằng sau nửa năm chiến sự Gaza quân đội Israel tuyên bố rút sư đoàn dù số 98 ở Khan phía nam Gaza chỉ để lại khu vực này lữ đoàn 933 giữ hành lang nazazim Thông tin này mọi người đã biết, nhưng có thể ít người chú ý là một ngày trước khi quân Israel tuyên bố rút lui, tức là hôm 6 tháng 4, quân Israel ở Khansuni đã gặp phải một cuộc phục kích mất mặt. Trong cuộc phục kích này, số thương vong mà Israel công bố là 4 người, gồm một người được truy tặng hàm thượng úy. Ngoài ra còn có 7 người bị thương và một xe tăng bị bắn trúng. Điều đáng chú ý là những người thương vong lần này không phải là lính thường, mà là học viên thiếu sinh quân của lữ đoàn trường huấn luyện đột kích. Đơn vị này thực chất là lữ đoàn đột kích 89, là một lữ đoàn thuộc lực lượng đặc biệt. Trong biên chế của nó gồm 3 tiểu đoàn biệt kích nổi tiếng là Maglan, Dubdevan và Igor. Trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas, lữ đoàn này đã bị không ít tổn thất, nhưng sau khi được tăng cường bổ sung lực lượng dự bị, lực lượng của lữ đoàn này lại được khôi phục và đưa đi tham chiến trên khắp giải Gaza Do nhu cầu của Israel với bộ đội đặc biệt rất lớn, nên nhiệm vụ của lữ đoàn 89 cũng vì vậy mà rất nặng. Hiện nay những người thuộc thành phần dự bị lại phục viên với số lượng lớn, cho nên các học viên phải ra tiền tuyến là điều không khó hiểu. Cùng trên chiến trường Khan Chuni, cùng là thiếu sinh quân, lữ đoàn huấn luyện bộ binh 828 cách đây một tháng cũng đã bị một vụ và cũng bị tuyên bố là thiệt mạng bốn thiếu sinh quân. Chiến sự ở Khan Chuni đánh đến mức độ này thực sự khiến quân Israel chịu nhiều tổn thương. Bởi vì từ lúc Israel bắt đầu hành động quân sự đến nay, khu vực này là nơi mà Israel hành động triệt để nhất. Từ mùng 7 tháng 10 đến mùng 1 tháng 12 năm 2023, quân Israel đã liên tục pháo kích và không kích Khan Tuni. Vì Gaza vốn là một vùng đất nhỏ, lực lượng không quân và pháo binh Israel lại không yếu, cho nên Khan Tuni với vai trò là một góc của giải Gaza đã bị phá hoại nghiêm trọng. Từ ngày mùng 1 tháng 12 trở đi, quân Israel bắt đầu hành động quy mô lớn ở Khan Juni. Sư đoàn Dù 98 được điều đến đây hiệp đồng với sư đoàn Gaza tác chiến. Ban đầu quân Israel cho rằng chủ lực Hamas đều bị tiêu thao ở phía bắc Gaza nên tác chiến ở Khan Juni sẽ nhẹ nhàng. Do đó mới sử dụng bộ đội đặc biệt và lính dù là những lực lượng khinh binh sử dụng phương thức tác chiến đột kích mạo hiểm vào trung tâm. Nhưng thực tế thì lữ đoàn của Hamas đóng ở Khan chuni lại khác cứng cửa khiến quân Israel phải dựa vào tiếp tế đường không mới trụ được. Để giữ thể diện, quân Israel không thể không tự tuyên bố thắng lợi ở chiến trường phía Bắc để liên tục tiểu quân từ Bắc xuống Nam. Cho nên đến đầu năm 2024, Sư đoàn Dù 98 trên thực tế đã chỉ huy một lực lượng chiến đấu với quy mô lên tới tương đương 10 lữ đoàn. Dùng 10 lữ đoàn cơ giới lại có ưu thế tuyệt đối về pháo binh không quân và hậu cần để đối chọi với một lữ đoàn bộ binh trang bị nhẹ của Hamas đây có thể nói là sự chênh lệch binh lực hiếm thấy từ cổ chí kim. Trong điều kiện như vậy, quân Israel tấn công mãnh liệt hơn một tháng rồi tuyên bố đã đánh trọng thương lữ đoàn Khan Juni. Từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 4, quân Israel đã có hai tháng thực hiện tạo thanh Khan Juni, cơ bản biến nơi đây thành đống đổ nát. Nhưng trong bối cảnh như vậy, lữ đoàn Khan Juni vẫn còn bám trụ và có năng lực tổ chức một cuộc phục kích được chuẩn bị kỹ nhắm vào quân israel thì quả là một việc khó khăn sở dĩ nói lần phục kích này được chuẩn bị kỹ càng là vì gần đây phía hamas đã đăng một video toàn bộ cuộc phục kích này lên mạng ở lúc bắt đầu video là cảnh viên chỉ huy của quân hamas thảo luận kế hoạch phục kích dựa trên sơ đồ khu vực đây không thể là việc mà một đám tàn binh có thể làm được mà phải là một phân đội vẫn còn nguồn lực có năng lực chỉ huy hoàn chỉnh mới có thể tổ chức được. Hiện thực này so với tuyên bố của Israel là đã làm tan giá đại bản doanh của lữ đoàn Khan Zuni hoàn toàn không phù hợp. Hơn nữa, việc thảo luận kế hoạch kỹ càng trước trận đánh cũng cho thấy đây không phải là một nhóm vũ trang tầng thấp bắn một hai phát đạn rồi bỏ chạy, mà là một lực lượng vũ trang tương đối chính quy. Sau khi đã xác định kế hoạch xong, họ đến hiện trường bố trí phục kích, bao gồm lắp đặt camera, trôn thiết bị nổ tự chế, bố trí binh lực, hỏa lực. Từ điều kiện thời tiết trong thời điểm đó có thể thấy, hôm ấy là một ngày mù sương, thích hợp cho việc ém quân mai phục. Quân Israel tuy rằng đã phá hoại hầu hết các công trình kiến trúc ở nơi này, nhưng bản thân các đống đổ nát cũng tạo ra những tra trở nhất định cho các tác chiến đường hầm. Ngoài ra, từ phản hồi của phía Israel thì thấy, khu vực chuẩn bị mai phục lữ đoàn Khan Juni nằm ở khu vực tuần tra trên tuyến hậu cần của quân Israel. Như vậy có thể nói Hamas sau khi biết rõ tuyến đường tuần tra của Israel mới hành động. Sau khi mọi chuẩn bị của Hamas đã xong, thiếu sinh quân Israel đi tuần tra, quả nhiên đã tiến vào khu vực mai phục như dự tính. Dưới ống kính máy quay mà quân Hamas đã bố trí, khi gặp loạt đạn đầu của quân Hamas phục kích, người đi đầu của quân Israel đã bị hạ gục. Người thứ hai nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, người thứ ba khả năng bị thương ngã xuống đất và có lẽ nằm giả chết. Sau khi đội tuần tra bị phục kích, quân Israel nhanh chóng điều xe tăng đến hỗ trợ, nhưng vòng mai phục của Hamas có nhiều lớp, đã có dữ liệu chuyện xe tăng Israel xuất hiện nên không những chuẩn bị hỏa tiễn mà ngay cả góc máy quay cũng thay đổi để ghi hình. Sau khi xe tăng tới, liền bị đánh tê liệt, nhưng với tình hình Hamas có vẻ như hiện chỉ còn đạn dược đủ cho vài ngày, muốn tiêu diệt được hoàn toàn đoàn xe tăng Israel là điều không thể. Phía Israel phản hồi nói rằng sau đó họ đã tiêu diệt phân đội phục kích của Hamas nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh. Còn phía Hamas thì sau đó công bố toàn bộ hình ảnh cuộc phục kích. Trong đó cho thấy, sau khi xe tăng Israel đến, họ vẫn tiếp tục bắn nhau với bộ binh Israel và lại sát thương một số quân Israel. Trong cảnh quay của video có thể trông thấy cảnh quân Israel kéo lê thi thể người thiệt mạng. Chỉ vì vũ khí và hỏa lực của Hamas hiện tại còn kém và cũng chỉ có thể đánh đến bước này. Sau đó quân Israel có tiếp viện, đã đưa được những người bị thương vong và xe cộ bị thương rời đi. Phía Israel phản hồi nói rằng họ không truy sát được những người phục kích của Hamas, bởi vì những người mai phục này đến từ các địa đạo. Quân Israel trong khi truy kích phát hiện các bẫy mìn nên đành rút lui. Như vậy rất có thể sau khi phục kích quân Israel, quân Hamas lại rút lui an toàn. Điều đáng nói là quân Israel ở Khan Juni đã đảo sâu ba thước, đánh nửa năm trời mà vẫn không thể thanh trừ hết các địa đạo ở đây. Sau ngày hôm đó, sư đoàn dù 98 tuyên bố rút quân khỏi Khan Juni. Tất nhiên một cuộc rút quân lớn như vậy không phải là quyết định trong một ngày, nhưng ngay trước khi anh tuyên bố rút quân một ngày, đối phương tặng cho anh một vố như vậy, anh làm sao có thể tuyên bố rằng đối phương đã bị tiêu diệt. Trên thế giới có lẽ không có kiểu ban sư thắng lợi như vậy. Giờ đây Hamas lại còn công bố toàn bộ video phục kích, chẳng khác gì cười vào mặt Israel. Quý vị thân mến, xem trong video thì thấy rằng vụ phục kích của Hamas cũng là một vụ phục kích bình thường, theo lời đánh du kích nhưng chỗ đáng nói là họ đã bố trí cả máy quay video để ghi lại toàn bộ quá trình trận đánh điều này chứng tỏ rằng mục tiêu của họ không chỉ đơn thuần là tiêu hao sinh lực của israel mà còn nhằm mục đích tuyên truyền để khẳng định lực lượng của họ vẫn tồn tại và như vậy nó giống như một cú đánh vào tuyên bố thắng lợi của israel cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại